Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức ha. Thì cái video ngày hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra một cái ảnh động, hay người ta còn gọi là ảnh GIF ha. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái trang thiết kế rất là nổi tiếng là Canva.com. Ở đây thì nó sẽ có một cái link để chuyên cho các bạn thiết kế cái phần ảnh động này. Mình sẽ để cái link này á trong cái mô tả cái video để các bạn có thể bấm vào, các bạn truy cập đến đây. Và ở đây thì chúng ta sẽ dùng một cái tài khoản Gmail rồi chúng ta đăng ký cái tài khoản và chúng ta đăng nhập vào. Ở đây thì nó nói là các bạn có thể thêm hiệu ứng động để thiết kế nè, tạo một cái ảnh GIF độc đáo. Các bạn có thể kích vào đây, hoặc là chúng ta có thể lướt xuống để chúng ta xem những cái phần giới thiệu của cái này. Rồi ở đây nó sẽ hướng dẫn các bạn làm như thế nào ha. Ở đây nó nói rất là nhiều chi tiết, thiết kế nè, sau đó thì có những cái tính năng tạo hiệu ứng động nè. Các bạn có thể đọc từ từ ha, các bạn làm. Thì sau khi mà chúng ta làm xong thì các bạn sẽ tải xuống ha và chia sẻ cái ảnh này. Ở đây thì mình sẽ bấm vào cái nút là tạo ảnh GIF miễn phí chỗ này, hoặc các bạn có thể bấm luôn ở trên đây nha. Hai cái nút này là giống nhau. Thì khi mà chúng ta bấm vào đó, nó sẽ đưa ra cho chúng ta một số cái mẫu để chúng ta dùng. Hoặc là các bạn có thể tự thiết kế theo ý muốn của mình luôn. Làm một cái file trắng này. Ở đây nó để là 5 giây đó. Chúng ta có thể thêm mình ảnh, thêm chữ gì đó. Chúng ta bỏ vào. Thế thì ở đây nó có một cái phần là template trong này. Nó sẽ có những cái chủ đề. Giả sử như chúng ta muốn thiết kế về cái sinh nhật thì chúng ta chọn cái này. Nó sẽ liệt kê ra những cái mẫu liên quan tới sinh nhật. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý là những cái mẫu nào mà có hình cái vương miện chỗ này á, thì chúng ta phải dùng cái tài khoản rồ, tức là cái phiên bản trả phí á, chúng ta mới dùng được. Còn nếu không thì chúng ta chỉ dùng những cái phiên bản thường thôi. Ở đây có rất nhiều mẫu để chúng ta có thể chọn lựa. Nếu mà các bạn không thích cái này thì chúng ta có thể chọn sang cái chủ đề khác. Có rất nhiều cái chủ đề, ví dụ liên quan tới phần thức ăn này. Các bạn thấy rất là ok. Thế giả sử như bây giờ mình đưa chuột vào, các bạn sẽ thấy nó chạy này. Chúng ta sẽ chọn một cái mẫu nào đó để chúng ta làm. Cái hình động thì tức là cái ảnh có chuyển động đó. Nó giống như cái video nhưng mà nó là cái hình. Mình sẽ lấy luôn cái hình đầu tiên ha để mình làm. Lưu ý là hình không có hình cái vương miện nha. Có hình cái vương miện là chúng ta phải trả tiền. Rồi chúng ta có thể bấm vào nút play chỗ này để chúng ta xem thử coi nó chạy như thế nào. Các bạn thấy chưa? Ở đây là cái timeline, tức là cái thời gian mà nó sẽ xuất hiện. Thì chúng ta thay đổi cái nội dung trên đây. Thế thì các bạn hoàn toàn có thể thay đổi những cái phần này. Ví dụ chúng ta không thích cái hình này thì chúng ta sẽ lấy cái hình khác. Các bạn có thể lên trên mạng á, hoặc là các bạn chụp. Sau đó các bạn tải lên, các bạn thay thế cái này. Giả sử như mình sẽ tìm cái hình nào đó, mình lấy xuống ha, để mình làm thử cho các bạn xem. Ví dụ như mình có chữ thức ăn đi. Sau đó các bạn tìm theo cái hình ảnh này. Đây có rất nhiều cái hình. Giờ mình sẽ lấy một cái để mình làm demo. Mình lấy lại cái hình đầu tiên đi. Sau đó mình lít phải ha, mình sẽ lưu cái này xuống. Các bạn có thể đặt cái tên gì đó tùy ý. Mình sẽ lưu ở desktop nha. Mình đặt tên là 001 đi. Desktop nè. Sau đó mình nhấn nút save. Bây giờ mình sẽ qua bên đây ha. Bây giờ mình muốn lấy cái hình bỏ vào đây đó. Thì các bạn nhìn bên tay trái đó, nó sẽ có một cái mục là upload. Chúng ta bấm vào. Thì trong cái mục email này đó, các bạn sẽ bấm vào cái nút là upload file. Mình sẽ chọn cái hình mà mình muốn. Ví dụ cái hình lúc nãy mình download nè. Các bạn bấm open. Thì lúc này nó sẽ tải cái hình đó lên. Khi mà chúng ta tải lên rồi á, các bạn muốn thay thế cái hình này á, thì rất đơn giản là chúng ta sẽ lít chuột vào trong đây. Chúng ta kéo nó qua. Thì nó sẽ ra như thế này. Các bạn có thể xoay cái hình này lại ha. Các bạn lít vào nè. Chúng ta có thể xoay tùy ý nha. Rồi các bạn có thể chỉnh sửa cái hình này. Ví dụ như mình kéo vô như thế này. Kéo này vô đây. Sau đó thì các bạn có thể thay đổi cái logo. Cái logo này cũng là cái hình thôi, thì chúng ta cũng có thể upload trong đây. Ở đây thì các bạn có thể thay đổi chữ nè. Ví dụ như mình đổi sang cái chữ là kênh kiến thức chẳng hạn. Ví dụ mình sẽ gõ chữ kiến thức ha. Các bạn hoàn toàn có thể bỏ dấu nha. Cái này thì chúng ta có thể chọn nó. Các bạn có thể chọn phông chữ ở đây, cỡ chữ, màu chữ, in đậm, in nghiêng, gạch dưới gì đó tùy các bạn. Rồi ở đây chúng ta cũng có thể thay đổi. Các bạn có thể gõ ABC, XYZ gì đó tùy. Rồi giá bao nhiêu gì đó chẳng hạn. Cái này tùy các bạn ha. Chúng ta lít chuột vào, sau đó chúng ta sẽ thay đổi thôi. Rất là đơn giản. Giả sử như bây giờ mình thiết kế xong, mình sẽ kéo về cái vị trí là 0 giây nè. Cái này nó có 5 giây ha. Chúng ta cũng có thể tăng thêm. Các bạn có thể đưa chuột vào đây nè. Bây giờ thì mình nhấn nút play để các bạn xem cái sản phẩm của mình đó, nó như thế nào. Các bạn thấy chưa? Rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ lưu cái này thành một cái file để mình có thể chia sẻ cho người khác. Các bạn sẽ bấm vào cái nút share chỗ này. Ở đây thì mình sẽ vào cái mục download ở đây nè. Lúc này nó sẽ hỏi chúng ta là muốn download theo cái dạng file nào. Ở đây dĩ nhiên là mình đang muốn tạo ảnh động, thì các bạn sẽ chọn cái phần là ảnh GIF chỗ này nè, cái cuối cùng đó. Ở đây là cái phần kích cỡ. Do chúng ta đang sử dụng phiên bản miễn phí ha, thì chúng ta không có dùng cái tối đa được. Chúng ta dùng ở chỗ này thôi. Rồi sau đó mình bấm vào cái nút download chỗ này để nó tải về trên cái máy tính của chúng ta. Cái hình chuyển động như thế này. Sau khi mà tải xong thì mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Thì khi mà chúng ta gửi cho mọi người đó, thì cái hình nó sẽ chuyển động giống như là một cái video. Lúc này thì nó sẽ hỏi chúng ta là lưu ở đâu. Giả sử mà đặt tên là kiến thức ha, chấm gif nè. Lưu ý ảnh động là phải chấm gif ha. Sau đó thì mình chọn desktop, mình bấm lưu. Mình sẽ ra desktop, mình mở cho các bạn xem. Đây là cái hình chúng ta mới vừa làm. Mình sẽ xem bằng cái photo đây ha. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái phần format layer. Đây, các bạn thấy đây là một cái hình ha, nhưng nó chuyển động như là một cái video. Rất là ok. Mình sẽ play thử lại cho các bạn xem này. Thì vừa rồi là một cái chia sẻ nhỏ giúp các bạn có thể dễ dàng tạo ra những cái ảnh động hay còn gọi là ảnh GIF trên cái trình hỗ trợ là Canva.com. Thì cái link để các bạn làm thì mình sẽ để trong mô tả cái video ha, thì các bạn có thể bấm vào, các bạn làm theo cái hướng dẫn của mình. Và nếu mà các bạn thấy video này hay, hữu ích á, thì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như là để lại những cái bình luận bên dưới nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.